Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Anh em, hôm nay sầu ca tiếp tục đi săn với Thành và Lốc, anh Ba Chân và bạn Luân Vô Lãi các bạn. Hôm nay đi trên đây các bạn, đi dài lên trên cái khu vực ở Hòn Đất này. Đi kiếm ít con về mấy em nhậu ở quán nè. Hôm nay sầu ca đi cây ớt cà năm này nha, lộn ớt, ớt cà năm cọt nha. Hôm nay đi chủ yếu cầm tài thôi, lượm chim. Bởi vì sầu ca sẽ quay cho anh em coi sao. Còn giờ thì ngồi có con tôm hú, ngồi gần nó nghe mọi người. Mấy con cò tôm hú bắn nào trời nha. Ba chân bắn kìa. Xe hai tôi hú đen qua là không kịp. Từ từ nghe anh ba, cho ông á. Con này to không Lưng? To lắm, bự lắm. Đứng cái ức chập bạp luôn rồi. Con đen lại đây gần ở quýu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, heo rồi, heo rồi, heo rồi, heo rồi. Heo rồi, lớn cảm lớn. Heo rồi, 10 đồng đuôi. Mười lông đuôi. Mười lông đuôi luôn em ơi. Quá đỉnh anh Lưng ơi. Dài hẻo luôn trời. Hai con đen lại con đầu tiên anh gung quá. Trời ơi. Con đầu tiên có mấy em em. Mấy em ơi. Tiếp anh em ơi. Không ngờ mười lông con này vàng nè anh ba. Con này mới ngồi nè. Vàng giống hổm nè. Ừ, cái này rồi con nữa nè. Nè bị ngang nó chà bá nữa. À trời cái hồng rồi. Mới 4 con mà được có 1 con trời. Nghe cho ông bắn đi. Mà quay cho. Cú mèo xiên nổi không? Phan. Phan, của em cứ 8 giây là anh đem quay góc bắn được rồi. Trời chán dữ trời. Rồi bắn đi. Nghe qua góc đầu bắn đi. Góc bắn nè. Bắn bên 3.000 nè. Từ rồi vô cái cây cái bố. Ngồi chỗ này bắn lên dễ nè. Đây còn kẻ là đúng rồi. Nè. Nó bắn lên bàn. Đó. Đó. Ngồi dưới chỉ lên. Két chứ hai con kìa Lưng ơi. Đúng rồi cái đầu này chán thì chứ. Đâu trời em thấy nổi luôn. Ừ đó. Đó. Đang bên luôn. Ba hạ đừng két mọi người. Ghê trời. Gắn dập tay luôn. Ừ. Rồi con này gặp cu bê lại nuôi nữa rồi. Cắn ghê trời lắm. Ghê trời. Ghiền ghiền hay gì vậy? Cho review đều đây nè. Két. Đường này két nhiều lắm. Nãy như cá bầy mà. Nang bằng không thấy gì, không thấy gì. Đây kiếm cỏ rồi. Gớt còn kìa. Rồi vô rồi, vô đây vừa mọi người. Giờ mấy anh em đang nghỉ mệt để mà cho bớt nắng mọi người, chứ nắng quá mấy anh em mình không được. Sớm giờ anh ba mình quần đẩy được mớ. Giờ mấy anh em mình xài điện thoại rồi ngồi nói chuyện, nghe Thành nó nổ nó láo. Nghe két không?
cái cây bằng nắng kìa. Nổ bắn anh đi thẳng tới cũng nghe chỗ người dừng xe đó, anh nghe tiếng kia nguyên vậy á. 40 mét bắn từ đây qua sông là cái con. Thường thường á sầu ca thì hay đi bắn mấy cây ná mà mài dạng chưa hoàn thiện mọi người, nó sẽ tịt hơn. Như cây này sầu ca mài nửa tiếng thì cây ếch cái năm mọi người không gài bắn cột không mọi người. Luân thì cây quanh hit thành cây ếch ếch K1 thành giờ đỉnh lắm. Bắn thật xa không anh em ơi. Lưng tôi lái giờ không có vé gì hết thành. Cô mọi người chết còn bó thôi không tiền. Nắng quá cái gì chết con hả? Nó đậu bay qua hả? Bữa đâu em lấy em giữ lo đi má, còn con này hơi nhát nó lúc này để chạy quay qua xong mình làm con nữa này. Dọn nha qua bãi anh lùa qua đó. Sầu ca dí nó bay qua lần đẩy nữa mọi người. Tắt lo đây hết rồi. Anh ruộng chạy qua đây hết rồi. Đâu, con này ở sau nó bay ra. Nó vòng lên. Anh ruột nó tới ngắn rồi. Hết rồi. Hai con. Anh ruột tới đó đó. Vòng ngược lại luôn. Hai con nha mọi người. Khá mập. Anh em coi qua coi lưng kênh lưng bắn nha. Sầu ca đi vượt vòng bay qua. Con này heo không lưng? Thì heo á. Trời ơi hai con nha anh em. Heo luôn em ơi. Trời ơi cái này vô anh em ơi. Nè cái này bữa nó làm tiệc nó tới bà luôn anh em ơi. Quá đỉnh anh em ơi. Quá đã luôn. Xong rồi anh em. Heo không. Double kill nha anh em. Ba lại. Lại nữa kìa, lại nữa kìa. Thấy không lưng? Bắn đi, thấy bắn đi em, bắn đi. Ở đây bích mà. Đây này nè, đây nè. Ngay đâu đâu? Chết bộ dưới sao mày? Chết mày. Rồi sao? Rồi sao trời? Giữa đầu anh em rớt sao mày? Sao mày lưng? Từ từ.
để nhìn coi nó đâu rồi xuống dốc cầu kia, kia qua cầu đó mình vớt nó. Kìa. Rồi anh em ơi. Rồi chết luôn rồi. Đạp vô biển lá. Đây nè. À, có ghe nè. Có ghe nè. Nhưng mà bị xích rồi Lưng ơi. Anh đi xuống cái ghe mà anh rớt được đó. Rồi có dầm. Có chạy đó, anh xuống ghe mà anh rớt được đó. Rồi anh đi. Xuống cả chợ luôn. Cầm đầu cục rồi. Ừ, tới rồi. Sát bên. Nó trôi nó sánh vô rồi. Hên quá, có ghe mọi người. Tôi mà vớt không chắc chắc không có cơ hội quá lưng. Đặt cái cây nằm xuống cho nó cho đi tham vô. Được rồi. Rồi ai cây đầu. Anh đâu thấy đâu, cái nó nhảy lên đường nguyên ức luôn. Bắn gì nè, ăn lên ngay đầu luôn. Đã. Rồi nước sao cho này nó quặn như vậy. Rồi mọi người, hên quá có ghe mọi người. Xong mình cũng được con này rồi. Quả đã luôn rồi. À uống ngủ luôn rồi. Nè. À, quá bự. Rồi phải tuân hiếu heo không? 10. Đúng rồi, quyết rồi. Rớt. Ê, Lương ơi, Lương ơi. Lương ơi, giờ mấy Lương ơi. Giữa ớt rồi. Sao anh? Đâu chịu vô, xin vô. Cái đâu, cái đâu? Bên đây nè, nghe trang có bắt xe. Cho con vô lụm chim cái cô. Thằng đâu luôn. Rồi đi. Mọi người. Trời ơi. Bắn tượng kia qua tới đây luôn mọi người. Trời quá mừng. Cứ đưa bắn cái. Con bắn ngoài nó bay vô. Dạ con cảm ơn gì. Bắn cái đầu hụt quay ức lại. Con nữa nha nè. Trời ơi nó xiên luôn Lưng ơi. Nó xiên qua luôn. Tiếp tục. Dạng tôi hú rồi chú ơi. Tiếp anh tỉnh nó mắc không chứ. Tiếp. Dạ. Dạ cũng có bắn ăn thun nè chú. À cũng có bắn ăn thun nè. Rồi. Con bắn giữa ức nó xiên lên luôn. Nó xiên lưng luôn. Rồi nó bay gớt nhà bà gì cũng xin vô lụm. Rồi tiếp nè mọi người. Rồi hiện tại là Sầu Ca đi với Luân đã săn về rồi anh em. Đây. Thì nãy mình đi ra thì Thành với anh Ba mình chạy theo không kịp mọi người. Anh Ba báo vlog chạy theo không kịp. Bây giờ là mình với Luân đang đợi. Thì cái chỗ này hồi xưa là Sầu Ca đang nhổ lông thì mấy đứa gái trong quán karaoke này nhảy ra ôm Sầu Ca ở đây nè. Không biết anh em còn nhớ cái video đó không. Thì bây giờ là Sầu Ca với Lưng bắn được mớ nè anh em. Này bắn đầy bịch mà mình phải mình phải lấy hai bịch đặng đựng mọi người. Đây tôi hú không mọi người. Có con còn sống nè. Đó thì xuống đây. Cái này là cái túi Hoàng Hà Mobile nãy mình mới mua cái đồng hồ mọi người. Đó. Lưng. Còn có con sống Lưng. Cầm cán ná gõ vô đầu nó cái Lưng. Này ông chú này ông ấy nè Lưng. Ông bị chích cá mọi người. Thì bây giờ mình sẽ review trước để hồi coi cái nữa đi. Coi anh Ba mình có gì nữa không thì mình sẽ review sau.
đi hồi tối mà không thấy đường, nhẹ thôi làm gì ghê vậy. Nè lưng giúp anh vé ai thì ngồi mình đợi nè mọi người. Đó, ở đây là hai con nãy mình bắn sao nè, đây là tất cả những gì tu hú mà anh em mình bắn nha mọi người. Két anh nãy anh Ba Báo bắn nè cho mọi người coi, phướng anh Ba Báo bắn nè, câu này anh thì có nhiêu đây mọi người. À, đi có buổi chiều mấy anh em mình quần nhiêu đây được được nhiêu con ta, 2, 4, 6 con à. Buổi chiều quần được 6 con mọi người, mà tất cả những con này đều rất là mập, đây trắng hết, lưng này chỗ này trắng là mập nha mọi người, nãy mình gờ hết là tất cả đều mập hết, con này trắng dữ nè, trắng nè, cái con này nướng ăn là cực kỳ béo nha mọi người, mình chỉ nướng mậu cho mọi người, hình như là trắng hết à, thử hết rồi, con này nè, trắng hết, toàn bộ là tu hú heo hết, này là vô mùa đó mọi người, vô mùa nó ăn nó kiếm thật nhiều mỡ để nó nuôi con. Thì đó, thì anh em thấy video hay thì đó, video hay thì anh em đăng ký kênh, like chia sẻ, còn muốn mua hàng thì cứ liên hệ Zalo số điện thoại màn hình, liên hệ gặp mình để mình bán hàng nha mấy em. Giờ mình ngồi đây mình nhổ lông, mình đợi anh Ba mình xuống review cho anh em coi chút xíu gì đó. Hôm nay cầm cây ớt cái năm bắn cục tịch mọi người. Đó, thì đó thì giờ anh em thấy gì thì cứ liên hệ Soka mua thùng mua nái bì nái nha anh em. Rồi chào tụi em.